món gì ạ? Hoa hậu này chai vậy, hoa hậu với đậu hũ đậu hũ. Tôi nói bà sư cô cho tôi vô đây làm phụ đặng mà học thêm nấu ăn. Bà nói đi ngày thường chứ ngày hôm nay bận lắm, học không được. Mấy người quen nhầm không? Vô đây mà bận người ta chặt nhà bếp ra không có giúp hết được gì. Ở đâu đúng vậy? Hả? Ở đây ở Hân Đình. À, gần. Bởi ta mới xin đi vô làm mà không cho. Mày thích món chả giò phải không? Đó, cà ri. Đó đó nghệ hay cà ri? Dạ nghệ. Để nó ăn với xả, ăn với đậu hũ hả? Dạ, em chiên đậu hũ sẵn rồi, này xào cái làm nhân nó lên trên với miếng đậu hũ. À. Dạ. Tên là professional không à, tại thành ra mình xin làm không cho. Không biết làm không cho, thôi thôi đừng khỏi đâu. Dạ đâu có sao, không ai xin, nhớ xin đây em cho. Tôi xin chứ, tôi xin bà Nico trụ trì, tôi nói cho tôi vô rồi tôi xin làm phụ á. Đặng mà tôi học nghề á, tôi về nhà tôi nấu nó không. Muốn làm là muốn học học là nấu ăn thì đợi ngày thường, chứ bữa nay bận. Ok. Dễ. Cái này, mua đậu hũ về ha. Cái một miếng đậu hũ gì chị cắt ra làm bốn miếng nhỏ, khi chị cắt miếng nhỏ chị cứ cứ hai được rồi, cái xong rồi chị xách vô trong một cái sao thì theo bao nhiêu chị thích, xong rồi cái chị lấy muối với nước ấm với bột ngọt với nghệ nè, chị bỏ chung vô, cái chị đổ vô, cái chị ngâm đem nước sáng, cái sáng này cái chị lấy xả này nè, chị bắt lò lên chiên đậu hũ, chiên đậu hũ xong cái chị xào xả cho khô, thì khô cái chị kép lên miếng đậu hũ thế thôi. Dạ là không có mình, nếu mà mình ướp mình chiên chung cái xả nó thấy mất ngon. Nhưng mà mình không biết làm thì mình chiên này cái nọ vậy nè. Dạ. Mình rửa chén cũng được. Nhưng mà bà đây nồ chật chội lắm. Người có cái nghề này nè. Hả? Này chết vui chơi thôi. Phật Ngọc về chùa Linh Sơn em nấu 15 ngày trên đó. Dạ. Tới 3.000 người một ngày lắm đó. Dữ vậy đó. Dạ. Nấu khá cơm luôn. Mấy chị em xuống nấu. Sao bà không đội nó? Dạ. Không đội nó ngồi cái mặt đang rồi. Phải. Em quay em đổi vô mệt quá. Nấu 15 ngày ở đây người ta tổ chức ra 3 tuần lễ. Dạ. Ăn 15 ngày là phát cơm á, còn tuần đầu là không có tức. Người bữa nay có phát cơm không? Ở đây không có. Còn ở trển thì cơm khác. Ở đâu à? Linh Sơn. Ở đâu? Worcester, Massachusetts. À, ở đây không có phát cơm, phải mua. Ở đây phải mua. Bất cứ nước nồi nào. Yes. Đây là những thượng khách của thầy Viên Viên Đức mà cho đi tour một vòng của tu viện Từ Vân và ghé thăm quán của thầy. Rồi bà đội bà gái sẽ làm cho nó dài dặn lái xe mà và nguyên lê tới sân bồn ngoài thằng kia nó bằng bữa hôm nay nữa, trời tôi muốn dặn lái xe muốn chết xe nhanh lắm, nó lật nó muốn chết luôn mà nó bự lắm, dựng hai cái thùng anh thằng này nè nấu đồ rồi bữa nay cúng dường cho ông mục sư Tây Tạng để họ ăn đồ ăn và bức tượng đi tới đâu thì được ăn kiểu là người chiến bại bao lâu rồi, được bao lâu rồi cả năm mấy ở Việt Nam, một năm rồi qua đây cũng gần cả năm rồi.